Ốc nấu canh chua, ốc nấu canh chua đây. Một cái nhà ăn nha. Mời các bạn đi ngủ nha. Đã quá. Càng ngày chúng ta càng được chứng kiến những đức thời gian ấn tượng hơn rất nhiều. Và thậm chí là những hình ảnh rất action. Theo tôi nghĩ thì cái thành tích 14 phút này giòn giòn như vậy sao? Rất là có thể gấu đây mà gốc nó hết nha. Nhậu đơn sơ. Một xe số 32 của gia chính thức Bắc và tối trọng có lẽ là gặp sự cố lật xe. Có lẽ sẽ họ sẽ khó có thể hoàn thành thời gian quy định. Và chúng ta sẽ còn hai xe sẽ tiến về đích ở trong những phút tiếp theo. Đó là xe 30 của gia chính Thanh Tuấn và lái phụ Xuân Tứ, cùng với chiếc xe của gia chính Thu Hồng và lái phụ Bảo Ngọc. Đây chỉ có vẻ như chiếc xe số 30 của gia chính Thanh Tuấn và lái phụ Xuân Tứ cũng đã vượt qua xe số 15. Quy làm gì chống ngoại vậy? Không. Tắm chỗ rồi. Đúng rồi các bạn. Có một cái sự cố gì anh chúng ta chưa thấy đó. Rồi. Tay quay một tay ăn khó khăn quá. Mét cuối cùng của mình ở trên đội trình của Rally 1 này. Chiếc xe 30 là chiếc xe xuất phát ở vị trí thứ 5, vị trí cuối cùng ở đường chạy thứ 2. Có trọng tài cũng qua thông báo rằng xe số 22 vừa rồi, xe Adda cũng không mắc lỗi nào. Và đây là thời gian của họ. 17 phút 16. Cài quá cài. Tôi thấy rằng có một nhỉnh hơn một chút so với lượt thi đấu đầu tiên. Nhưng quan trọng rằng chúng ta đây chỉ mới là bài thi đầu tiên của các đội xe và đội các đội xe lần cấp 2023 thể loại ô tô điện. Phía trước họ còn còn đến 3 lượt thi đấu nữa và thành tích thi đấu hiện tại này nấu canh bằng chanh hay gì sao? Chưa nói lên được điều gì cả. Còn đây là những hình ảnh của đội xe hiển nhiên quen. Có lẽ sẽ là một xe hoàn tất từ thi đấu thứ hai này cuối cùng. Đây gì bảnh, bữa này gầm hết ta. Nói qua tiệm cơm đồ chay. Tôi nghĩ lái bộ của chị Trần Thanh Thu Hồng cần phải tăng tốc chạy bộ thật là nhanh để tiếp cận. Tiệm cái tưởng đâu tàu hủ dùng thịt, nó nói tàu hủ mà nay ăn chay mà anh, ai biết đâu à? Vừa rồi đó là thức của xe 15 21 phút 18 giây. Và thưa quý vị, Coi vui đỡ buồn thôi chứ về nước. Ta ba cầu thủ này phải tìm được tiếng nhau.
truyền dài cho xuất mạnh.